tam bất ngày nay chúng bạn xong Naro đang tranh talk show chưa bật to các bạn tái ngày nay đào sao bật thiên bật thông hoài miền sạt sầm khăn sầm đập bật đê Cambodia dương hay khi ông có miền cái tự do ban tự tu tu sập mau pi lục sầu vị chay bạn lục sầu vị chay dương thọ ban mơ tam mình đang Facebook hay cứ tha chỉ việc mình mui là bay hay miền nẹt control của tràn hay lục sầu vị chay ní bờ tây ta cao với cứ tha chỉ bật thiên cho là nan nị sắt khmai bạn cho nan nị sắt khmai tam bị chăn cái sầu bồng thiên môn kê hay cả những con mèn chmua sầu vị chay ấy còn chmua sầu si vật tha chẳng à lời ní còn tây chỉ sầu sầu vị chay chẳng ngày nước sông sông ca anh nhát đang bay chật chê đánh đau lơ và thiên bọt đó sầm khắn cứ bánh hà chất bắp cả nạ bạc này vô bài và để chia và thiên bọt mùi lúc này vô rằm trái hôn sáng của bạn lực lớn hãy xin nào ở miền ca cài prai mùi chung nuôn hay ca cài prai ní vì bạc bọt hôn ngô tức đó là nạ cốt lệ thị và chia tập tay nằm tay cầm và chia nạ cốt nấy ca bọt chân nào đòi xe rây trăm trời nâng dự tịch thoa nơi bà tây Cambodia chẳng hãy ngày nay khi ông xông ca anh ở nhà đám bấy ai mất bàn mơ khơn tố đại ta lúc xa rô gọt bàn khôn cho mà hãy bạn thì cứ gọt xông chơi lúc xa rô bạn bạn xuất đây bây mất chỉ không bị trái ai khi ông miên kết dụng á đại bàn chạy lên cho mùi nâng lộp đất hai bàn sắp sai từ sa thiên nặng một tên mai riêng là ban cái hạt trái được lấy cái gì sai kiểu vì bất cả cái đại nông một tên bắt chụp bạn bạn xong lúc mình định mình chơi chập đám bạn học xong sự chi bạch tham nấy trong này gì bạch thiên bắt tim môi này lô con sai con lực lang được không rót sập phía cứ trong thua dạng ná là đô thạc đất nôm cả nạ bạc này dục bài và thiên là nụ và thiên cả nạ bạc ná đầy chọc tô chi tuần đất mà chi tuần đất nó mình ác cho chi bà thiên cả nạ bạc hay cô đây quát cư khơn chứ ba hai cư gọt sầm đau từ lỡ và thiên cả nạ bạc xong cô chết lục xong nàng xí rư có ác sầm đau bật to tiết tự đó lục cầm dục hà phong đài chấn nhông xong ca à tha thị bài được bao lục sâu vị chay chung phô bánh hà nít dạng ná đây bạn อาจจะพวกเขาจะยุบกระทาเรียกจีการมีการเคาะจัดในขนมดังพร้อมมีการท่าอยุติศาสตร์ในขนมดังพร้อมแต่การเคาะจัดคือพวกเขาสมจิตเรียบท่าด้วยความตรอมเชิงเนี่ยคำท่าผมไปอย่างบ้านต่อผมไปบ้านต้องเจตระโรเอฟซีคือท่าลุกเลี้ยงในการเคาะมองนั่งมวยกับตาชีจุดศักดิ์ยุบกระทา ประไฮล์จีรุ่นยี่ห้อรุ่นชาวรุ่นเอาสถานการณ์สังคุจิตนั้นเมื่อเคยฝึกบ่อไอพานิกอ่อนไปยะจังดับไปจูรุ่มความตรอในการบอกโอ้ผมไล่ทำไมนั่งจีจุดสามมวยได้เฮ้ยเรื่องแต่ทางการปิดนะขณะปะจีจุนเพียนรุ่มเลียสังคุจิตหรืออ่อนนก จุดพวกย่อมกันทางอันนี้นั่งไงย่อมกันทางมันอาจจะรู้ยังบ้านนั่งไงย่อมส่งปนังจุดพวกสมโนติมวยนี่ย่อมส่งการอันยัดดับใบเลิกลางมันติดคือเนี่ยได้จบโตจิตตอนดึกบ้านคือบ้านนี้ได้โยงตามจุดปั๊บปุ่มมันตอนไฮปุ่มมันตอนย่อมมาซาเมื่อย่อมมันเอาได้ช่างงานปิดจุดปั๊บเด้คือ ในประเทศน้าก็เกี่ยงมันทำแต่โชว์ชั่วโมงจิตประเทศกันอ่ะปะได้คือทาประเทศองค์การเนี่ยนี่ก็เกี่ยงมันอ่านยากได้ยีรวมก็พ้นใต้ยังเถิดแต่มือจุบบ้าของปีจุบบ้าน้องจุบบ้านั่งคือวิมีนจุบบ้าปมมันตอนนั่งวิมีนใจจิตใบประเภทในจุบบ้าใบประเภทในปมมันตอนที่มวยก็เฮาแต่บัดเลยหุคือบัดได้เนี่ยจบตกกับปิดกับปกปีมวยทั้งไงเราโหดเราปมมวยทั้งไงอย่างนี้ครับบัดเลยหุ ที่ปีบัดมาช้ำบัดมาช้ำปีประมวยทั้งไงเราโหดดอลปรำช้ำบัดจบกุ๊กแผ่มช้ำ
bật mà chầm bật là khúc đó chia bật lâm kê ấy thì hơi dân ắt miên lui nhâm cái tiêu ấy dùng trôn nhâm cái tiêu hư ha rồi hết nhâm hết ắt ơi lui cái đời chơi nhà nó cái ai chập dân đặt cục bàn tam thay của mỗi thay nó bà thế này hay bật là khúc bật mà chầm pì của mỗi thay đọc làm cho nắm lục so với chơi thật đăng thá cứ đôi chị tốt luôn thoát xong lên kê vô tập sai nó anh nghe chọt to mặt năm bị năm ấy nó anh đang rồi có bật chờ nó nè phía chờ nó bật là mơ cứ chỉ bật mà châm bạn hay thì bay tiết cứ bật hết bật ở cật bật ở cật cứ tạp ý pram chăm làng tờ pram chăm là hốt đó xam sắp chăm rồi hốt đó chọt to mùi chỉ vật phòng chẳng nhóm bờ sân chịt dông tam cho bắp ăn trả chết còn mình khó đai lúc con sai còn lực là còn văn tái tới cầm mắt tái bắt ổ cất đấy bắt ổ cất đốt chia tới sầm lấp kê tới rụng lốp con kê tới thơ ẩm pơ hay là bốc rồi lui 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 rót rót liên đồ lá rồi còn thơ ẩm pơ bầm plek bầm plan chiết xong để sóc chiết anh chị đam nâng ăn nâng chị bắt ổ cất hay bắt ổ cất cứ thà miền tốt hay ai thở liền còn văn tái bờ sân chị được bắt mà châm rồi còn bắt lửa hụ khi chụp bắt là mơ đái mình sầm khánh cứ mình trời thì hơi tiếp động nét đầm nang ria chân trong chạy tạt chân ngon đái quát thở từ bên chân mà tệ nét đầm nang ria nó ngay cái lớp tất chất on này dễ ở ban chân mỏng phật có bên tay bắt bò để hai kế chạy tạt tôn tam pran quát là hột chân hai quát này dễ hai mươi đứa dễ này dễ mà rồi đón cung tầm mình khâu buôn đập đón vì mình ắt khâu đi hai tích tích là bò để hai kế rồi thấy chọc tô hai khi mơ không sự phơi bắp này chọc tô bò để hai cái ăn miệng đặc cục tiết mình vô lượng ấy cái đặc cục lúc xăm đằng xi anh chàng mình dùng chè tạt ngon đấy hay chàng mình dùng thà bởi sân chỉ trong miên ca tuần đất chọc tô tô prum một toàn mến còn bên tái tới tập bắt ốc cất mình mến bắt mà châm rồi có bật liều hữu thế anh dân ai cầm nắp chàng mà thà nên khi cai vô đăng bắt trong pành hà rừng và thiên cái nắp เอาบานจังซุมโลกสโรบอสรายเรื่องนี้ดังมันได้ที่ทำไมบ้านโลกโลกมันเป็นภาษาเตะตรงถึงนั่งแกทางจะถือเพลงฉบับไอ้ช่วงช่วงจังเฉยปีปีปอนด์ปีปีปอนด์ไปเนอะเป็นได้สังคมจีนเติบโตก็เวก็ฉันปีชนะปะซ้อมหนึ่งซีนั่งชนะปะกำศขาจะปั่นจะโจมเฮน้องเป็นนู้นโลกซ้อมหนึ่งซีกว่า เจี๊ยบก่อนนักการสอบจบตกได้แต่มันจังเนี่ยก็เป็นท้ายเฮ้ยบางทีขณะปะชุนแกจะไปเพลย์เอาจบชั่วขณะปะสมรู้จิตให้รู้ไปเพลย์เอาอยู่ซ้อมสิมาโจมเอาแล้วนั่งมองปนถึงเกิดมาวิ่งไอ้มาไปดมหน้ากาลอยู่ไปอันตรายจิตเกมเมอร์ไม่จุกไม่ที่พี่ปอนปีกายผมใบเมาคือแกดมหน้ากาลเสียดเพียบสังคม สันติเพียบสันติเพียบสังคมฉันได้ละปีปอนด์ไปนั่งคือคิดถึงหน้ากาจะหาท่าadvancing democracyคือได้ท่าคนเลื่อนเรื่องก็ท่าทั่วเอาคนเลื่อนเลยแต่ที่ปัจจุบันไต่กรุ๊ปสตรีมหน่วยนะให้เป็นว่าปีปอนด์ไปนั่งคือมุ่งปีปอนด์ไปปีปอนด์ไปนั่งคือสังคมอันดับเชิดจับน้ำเต้าดำเนินการการสมรุง คณะกรรมการจีดิบจอมการประชาชนสมรมเลือกทาเป็นนู่นสมไปเดอโอสลีก็สังเขยจุ่มร่วงเอาไอ้ตุ่มรุ่งคณะกรรมการจีดิบจอมการประชาชนเฮ้ยนักปฏิจุนคือตรึ้งตายคณะปฏิจุนละแต่เธอไม่ติ้งเอาไอ้คณะปฏิประชังแต่มีสัมฤทธิ์อยู่ตรงสุพีนั่งให้ลูกสาวมือซีนลูกกำศขาเนี่ยคือ สมได้เนื้อเกี่ยหาถาจิมติสอบประชังต่อทมจีเกมพอได้ชื่อสังครูเจนนะเธอไม่เอาจากสังครูชิดโจรุงการบัชนาวเตอร์คือป่านะจังมันกวดเธอตายเอาสังครูชิดสอบจับเอาลูกสามสี่โจรมาบัชนาวมันแต่ใบไม้แต่ใบปีปอนแต่ใบให้เอาเราทาปากกดสอบจับกดอัดเห็นมาทอยเย่มาเส้นจีกวดบัชนาวมันในเองแต่ขณะปัจจุบันรุ่นเองต้องมีขณะปัจทมโจรุงโดยจีสามสี่โดยจีกำศขาสถิมโนสมัยลูก กดอัดเห็นตัวถอยหรือมุ้ยกับบัชนาวตลอดเพราะการบัชนาวนั้นอันตรายจิตตัวสกอตกดไปรถทางบ้านมุ้ยเดี๋ยวรถทางบ้านมุ้ยนั่งแต่อันตรายจิตตัวสกอตกดตัดตัวตรงรถทางบ้านนั่งมาส่วนจังกดเท่าไหร่เกี่ยวกับเอาสโต้
ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះឈ្មោះចុះបញ្ជីឲ្យលោកសំរិទ្ធត្រឡប់មកវិញចូលរួមការប្រកួតប្រជែងចុះឥឡូវហេតុអីគាត់ទៅជាចង់រំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅវិញខ្ញុំយល់ថាគាត់អត់ហ៊ានរំលាយទេគាត់គាត់តែសំឡុតទេព្រោះដូចខ្ញុំនិយាយទៅពីសម័យសង្គ្រោះជាតិមិនទាន់នឹងមានគេអីហៅឲ្យដោយសំឡេង 5 ឆ្នាំត្រឹមគិតជាចេះវិញដាក់បច្ចុប្បន្នឡើងកណ្ដាលអំណាចដែលបានអីទៅទេសុតាហ៊ានប្រថុយឲ្យពេលអស់អំណាចវិញដល់សល់បាត់អីទៅទេនេះក៏ខ្ញុំជឿថាគណៈបច្ចុប្បន្នមិនហ៊ានធ្វើអញ្ចឹងឯងក៏លងងុំបំផុតទៅធ្វើអញ្ចឹងបើហ៊ានតែរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយសារល្បងបោះឆ្នោតខ្លួនឯងខ្ញុំឧទាហរណ៍ណា អរគុណបាក់តូចតាយតូចអីណាមកបោះឆ្នោតទៅហេហឺហេហឺណាវាបោះឆ្នោតតែសហគមន៍រដ្ឋជាតិគេឲ្យទូស្គាល់អញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ស្របច្បាប់អន្តរជាតិទីហោះនេះសូកាត់សវាយមិនចិនយួនសួរថាមរយធីរយអត់ពូសម័យនេះសម័យឥឡូវមហាអំណាចគេតាមប្រជាពលរដ្ឋមហាអំណាចគេមិនមែនទៅតាមជនប្រកាទេសូមហាអំណាច គេធ្វើការសម្រុះសម្រួលគ្នាដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសតូចៗកំពុងអភិវឌ្ឍសុខភាពលើកជាក់ស្ដែងយើងនៅភូមិអីចឹងណាសូមអញ្ចឹងបើសិនជាគុណសានហ៊ានរំលាយសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់ផុតគេថាគឺគាត់ដាក់ដាក់ខ្លួនគាត់ក្នុងភាពប្រថុយប្រថានសក់ខែពួកគាត់មានលុយមានបានណាគាត់កាន់អំណាចគាត់ឡើងពីចិត្តម្បូរហ្នឹងពួកគាត់នៅក្រុមគាត់បានអីទេតែបើសិនជាគាត់ហ៊ានប្រថុយ បាយតាជារដ្ឋាភិបាលនឹងបោះឆ្នោតទី2018ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលគេមិនទទួលស្គាល់ហើយកម្លាំងប្រជាមហាជនកាន់តែងើបផលផុសប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់គ្រប់គ្រងបានបាយតាជាចលនាមហាជនងើបបះបោរហើយមិនដឹងណាគ្រប់គ្រងណានឹងគឺគេហៅថាពីឡើងអំណាចឡើងកាន់អំណាចពីបាតដៃទៅទេ ពេលអស់អំណាចធ្លាក់នៅសល់តែបាតដៃទៅទេវិញអានេះខ្ញុំចង់និយាយចឹងគឺគណៈបតិជនមិនហ៊ានរំលាយសង្គ្រោះជាតិនេះតែស្ដាប់ខ្ញុំតែបើខ្ញុំវិញខ្ញុំខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតកាត់តិចចុះព្រោះកាន់ក៏វាហួយដៃគឺខ្ញុំយល់ថាបើអ្វីដែលខ្ញុំយល់អំពីចរិតហ៊ុនសែនគឺខ្ញុំថាគាត់ហ៊ានបាទគាត់ហ៊ានបើតែខ្ញុំវាផ្ទុយមួយលោកវិជ័យឯងហើយគឺត្រង់ថា ហ៊ុនសែនហ៊ានយកជីវិតដើម្បីយកជីវិតគេថាធ្វើជាដើមទុនដើម្បីអំណាចអញ្ចឹងគាត់តាំងពីកៅសិបបំពេញគាត់ហ៊ានបាទគាត់ហ៊ានរហូតដល់ផ្ដួលសម្ដេចកុនព្រះដោយយោធាដូចបីជាគាត់ដឹងថាត្រូវឯកោបាទឯកោនយោបាយឯកោធំណាស់ហើយអង្គការនឹងហ៊ុនសែននៅក្រអត់សូវមានលុយផងហើយប្រទេសកំពុងតែគ្មានអភិវឌ្ឍទៀតអញ្ចឹងហើយ ហ៊ុនសែននៅតែហ៊ានប្រថុយដើម្បីយកឈ្នះបាទយកឈ្នះហើយសុខចិត្តស៊ូទ្រាំពី3 ឆ្នាំរហូតដល់ធ្វើនយោបាយតាក់ទាញអន្តរជាតិងាកមកគ្រប់គ្រងវិញអញ្ចឹងហើយឥឡូវនេះគាត់កំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងបញ្ហាត្រង់ថាបើសិនជាសង្គ្រោះជាតិមិនបែកឬក៏មិនរំលាយគឺគាត់ត្រូវស្លាប់គាត់ត្រូវចាញ់បាទ ហើយឥឡូវនេះគាត់សាកល្បងអំពីបំបែកហើយខ្ញុំឃើញថាគួរចំណុចវិជ្ជមាននៅត្រង់ថាគឺមិនបែកបាទមិនបែកដោយសារលោកសំរងស៊ីក៏មិនស៊ីសន្ទូចហើយលោកកឹមសុខាឥឡូវចុងក្រោយនេះក៏មិនលេងល្បែងជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងហើយល្បែងបំបែកពួកគាត់ឃើញថាវាអត់ទៅអត់រួចហើយឥឡូវគាត់កាន់តែស្លន់ស្លោហើយពេលវេលាកាន់តែសំខាន់ហើយអញ្ចឹងវាខ្លីណាស់អញ្ចឹងហើយ មានតែដល់ផ្លូវកាត់ត្មងបាទទៅផ្លូវកាត់ឥឡូវហ្នឹងហើយប្រថុយដល់ផ្លូវកាត់នៅត្រង់ថាលើកឡើងអំពីគណៈបកនយោបាយណាមានកំហុសច្រើនគឺត្រូវតែរំលាយចោលចឹងហើយខ្ញុំថាប្រហែលជាគាត់ហ៊ានពីព្រោះតាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែគិតថាប្រសិនជាឯកោនអន្តរជាតិក៏មិនឯកោយូរដែរប្រហែលជាគាត់គិតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបាទខ្ញុំថាតើលោកសុវិជ័យយល់ព្រមឬក៏មានមតិ យ៉ាងណាប្រឆាំងយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញបាទ ពីឆ្នាំ 97 បាទឆ្នាំ 97 រដ្ឋបាលឆ្នាំ 97
ខ្ញុំសូមការផ្អាកបន្តិចសិនចំពោះបញ្ហានេះដើម្បីយើងបន្តនៅភាគទី 2 ជាបន្តទៅទៀតបាទសូមអរគុណសូមអញ្ជើញតាមដាននៅភាគទី 2 ការជជែកសន្ទនារវាងលោកខ្ញុំសូណារ៉ូនិងលោកសរោសុវិជ័យបាទសូមអរគុណសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលា